Hey, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta lại review bánh tráng. Đây, hôm nay bánh tráng sốt ớt tóp mỡ. Đó, miếng tóp mỡ nhìn béo béo nè. Cũng thương hiệu Oreo nha các bạn. Bao gồm là bánh tráng phơi xương nè, sốt ớt nè, tóp mỡ nè, muối tôm nè, ruốc sấy và khô gà. Ok chưa? Đó, cũng loại bánh tráng mà có thể mở túi nào hoặc là đóng lại được nè. Đó, túi dạng túi kéo các bạn. Thôi mình có một tay không kéo được thôi. Đó, túi kéo ví dụ các bạn ăn còn dở, chúng ta có thể kéo chúng ta cất đi được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bóc ra và coi trong đó có gì nha. Đó, ở trong là có một miếng bánh tráng phơi xương nè, mềm mịn xịn luôn nè. Đó, rồi hai trái tắc, chắc tóp mỡ nó khô nên cần hai trái. Đây, một bịch tóp mỡ, một bịch muối, lại một bịch ớt, rồi một bịch tôm và khô gà nha các bạn. Cái này là khô gà nha, mình cứ tưởng chà bông, cái này khô gà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trộn một cái ly này và chúng ta chấm ăn thử coi sao. Đó, đây mình đã trộn với tóp mỡ rồi nha. Rồi cho miếng bánh tráng lên, hình như xé hơi dày sao á. Đây, đây, mỏng mỏng rồi, cho nó béo béo rồi. Rồi. Ui rồi, cuộn lại à. Giòn sần sắt các bạn này. Đó, cay cay mặn mặn, chua chua giòn giòn, cái cảm giác rất là lạ. Làm miếng nữa coi. Rồi. Ngon lắm các bạn thử nha.